Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái. Mình là Ma Truyện, các bạn cũng có thể gọi mình là Ma Chu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án và đến với một vụ án xảy ra cách đây 25 năm tại Đài Bắc, Đài Loan nha các bạn. Nằm ở cái phía tây nam của Đài Bắc, nó có một cái quận gọi là quận Trung Chính. Cái quận này nó tập trung khá nhiều cơ quan nhà nước ở đây. Và ngay tại cái quận này, nó có một cái viện bảo tàng rất là nổi tiếng. Đó là Bảo tàng Lịch sử Quân sự Quốc gia Đài Loan. Nghe cái tên thôi là các bạn đã hình dung được cái nơi này sẽ trưng bày những thứ liên quan đến lịch sử, đến quân đội, đến chiến tranh đúng không? Mà liên quan đến chiến tranh thì các vật phẩm trưng bày ở đây nó đại diện cho thảm kịch. Những sự chết chóc thê lương đều thể hiện qua những cái vật dụng được trưng bày tại đây. Oán khí phải nói là cao ngất trời. Cái bảo tàng này nó được đích thân cựu tổng thống Tưởng Giới Thạch cắt băng khánh thành vào đầu năm 1961. Nơi đây trưng bày rất nhiều di vật và tư liệu văn hóa ở các thời kỳ của quân đội quốc gia Đài Loan kể từ năm 1924, bao gồm cả việc thành lập quân đội, bắt phạt, chiến tranh chống Nhật, nội chiến vân vân. Ngoài cái số lượng lớn về tư liệu lịch sử thì trong bảo tàng còn có rất nhiều hiện vật thật, các loại vũ khí đã từng được sử dụng trong thời kỳ chiến tranh. Và trong các loại vũ khí đó có một thanh kiếm Nhật rất là đặc biệt. Có người thì gọi nó là thanh kiếm thảm sát Nam Kinh bởi vì nó được sử dụng trong cái cuộc chiến này. Có người thì đặt nó là bách sát nhân kiếm bởi vì nó đã sát hại trên 100 người. Bách là 100 á các bạn. Có người còn gọi nó là bách quỷ kiếm bởi vì cái sự tàn ác của nó mà người ta cho rằng ở bên trong đó có trên 100 cái oán linh đã trở thành quỷ dữ. Hoặc là một kiểu chơi chữ á các bạn, ý nói là cái người dùng thanh kiếm này để sát hại quá nhiều người như vậy thì chính là hiện thân của loài quỷ dữ. Ở trên thanh kiếm có khắc cái dòng chữ rất là rõ ràng, đó là 107 người chết ở Nam Kinh. Cái thảm sát Nam Kinh nó là một cái tội ác chiến tranh do quân đội Nhật Bản tiến hành ở bên trong và xung quanh khu vực Nam Kinh, lúc đó là thủ đô của Trung Hoa Dân Quốc, vào khoảng năm 1937. Ở trong cái giai đoạn mà chiếm đóng Nam Kinh, quân đội Nhật Bản đã thực hiện rất nhiều hành động tàn ác như là cưỡng bức, cướp bóc, đốt phá, hành quyết tù binh chiến tranh và dân thường cũng không được tha luôn. Lính Nhật đã tổ chức những cái trò tiêu khiển rất là man rợ các bạn. Có điều mình không thể nêu ở trên này được, phải buộc phải nói tránh đi. Nhưng mà trong đó nó có một cái trò tiêu khiển tiêu biểu mang tính chất rất là man rợ, đó là cuộc thi tác động lên thủ cấp. Có nghĩa là sao? Tù nhân và dân thường ở Nam Kinh phải xếp thành một hàng dài. Các tướng quân cứ thế mà vung kiếm y như trẻ củi vậy đó. Ai đạt được nhiều nhất trong một cái khoảng thời gian nhất định thì sẽ thắng, coi như một cuộc thi, mà một cuộc thi không biết bao nhiêu con người phải ngã xuống một cách man rợ như vậy. Cái thanh kiếm này nè là được cho là của một tướng quân Nhật đã tham gia trong cái cuộc tiêu khiển đó. Và nó tích tụ rất nhiều oán khí nên thường có những cái câu chuyện ghê rợn nó kèm theo. Ngay cả trong cái thời bình, lúc nó đang nằm gọn ở trong cái viện bảo tàng. Cái viện bảo tàng này thật ra nó cũng không có quá lớn đâu. Kết cấu 3 tầng do quân đội Đài Loan trực tiếp quản lý. Tất cả những nhân viên làm việc ở đây, trực ban, nói chung toàn bộ những người ở đây đều là quân nhân hết. Nếu so với lại những quân nhân khác mà phải đóng quân ở những cái nơi xa xôi, hải đảo này nọ, nó có những cái điều kiện khắc nghiệt á, thì những cái quân nhân mà làm việc tại cái viện bảo tàng này có vẻ như là sung sướng hơn rất là nhiều. Nằm ngay trung tâm thành phố mát mẻ, nghỉ phép có thể về thăm gia đình thuận tiện, có người yêu thì cũng không phải xa cách quá lâu. Chứ như mấy cái anh quân nhân ở nơi khác, nơi xa hay ngoài hải đảo gì đó, nhiều khi là không thấy phụ nữ luôn á, chứ đừng nói đến chuyện là có người yêu. Ấy vậy mà có một số binh sĩ làm việc tại cái viện bảo tàng này lại nói là làm việc ở đây ớn lắm. Do nó có quá nhiều cái di vật chiến tranh,
nhiều loại vũ khí đã từng nhuốm máu của rất là nhiều người. Cảm giác lúc nào nó cũng lạnh lạnh cái sống lưng. Ghê nhất là cái thanh bách quỷ kiếm mới kể trên, nó có những cái giai thoại rất là kỳ lạ. Trước lúc mà về với cái viện bảo tàng này thì nó được bảo quản bởi một cụ quân nhân của Đài Loan. Ông ta đã thu giữ nó khi mà quân Nhật thất bại. Con trai ông đã từng lấy thanh kiếm này để nghịch, chém vào mấy khúc cây cho vui. Nhưng mà khi chém vào thân cây thì phản lực nó trở ngược lại cây kiếm, làm cho cái cán kiếm nó phun ra những cái tia giống như là hơi nước, nhưng mà nó có màu đỏ sẫm. Người cha nhìn thấy cái điều đó thì đoán rằng có thể là do máu của những nạn nhân nó đã ngưng tụ ở cái cán kiếm, cho nên khi gặp phản lực thì nó bật ra những cái tia đó. Và từ đó thì ông không bao giờ cho con ông đụng vô thanh kiếm này nữa, sau này thì gửi cho bảo tàng luôn. Có tin đồn là người Nhật sau này đã muốn ngỏ ý mua lại cái thanh kiếm này với giá rất là cao, nhưng mà chính quyền đã không đồng ý vì cho rằng nó là vật chứng cho một cái giai đoạn thảm kịch với sự tàn ác của phát xít Nhật, cho nên họ không bán. Những cái người mà lính canh gác ở cái viện bảo tàng này thường kể là buổi tối đi tuần, mỗi lần mà đi ngang thanh kiếm này là giống như trong đầu họ nghe được cái tiếng khóc, tiếng gào thét rất là ớn lạnh. Cảm giác nó rùng mình sao á, đầu óc nó khó chịu vô cùng. Thật sự thì cũng không thể biết được là những cái điều họ nói là có thật hay không. Có phải là do quán khí của quá nhiều người đã tử nạn với thanh kiếm này mà các quan hồn dương dấn mãi không buông, hay chỉ là do những người lính ở đây đã thần hồn nát thần tính tự mình dọa mình hay không. Nhưng người Đài Loan các bạn biết, họ tâm linh dữ lắm. Đối với những cái chuyện như vậy thì họ nghĩ rằng thà tin là có chứ không có tin là không. Vì vậy mà những người lính đến trước sẽ dặn những người lính đến sau: nhớ kỹ, trừ khi nào mà lau chùi cây kiếm thì thôi không nói, nhưng đi tuần hay đi gác gì đó, đi ngang cái khu vực chứa cái thanh kiếm bách quỷ kiếm này thì đi xa xa ra một chút, tránh những cái điều không hay. Hiện tại thì các bạn sẽ không thể gặp được thanh kiếm này nữa đâu, bởi vì toàn bộ cái bảo tàng này nó đã ngưng hoạt động vào năm 2021 để dời sang một cái bảo tàng mới nằm ở quận Trung Sơn, Đài Bắc. Tuy nhiên thì cái bảo tàng mới này nó đang được xây dựng, dự kiến là hoàn thành vào năm 2026. Lúc đó nó xong, bảo tàng mở lại thì có thể các bạn lại tiếp tục được nhìn thấy những vũ khí, những cái tư liệu lịch sử của Đài Loan, trong đó nó có thanh bách quỷ kiếm này. Các bạn nào mà đã từng đến cái bảo tàng này tham quan, đã từng tận mắt nhìn thấy cái thanh kiếm này rồi thì có thể comment ở phía dưới cho mọi người biết nha. Nói một chút về bảo tàng lịch sử quân đội Đài Loan như vậy và cái thanh bách quỷ kiếm, bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết của vụ án ngày hôm nay xảy ra tại Đài Bắc, Đài Loan. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Truyện Ma Bẻ Lái thì cũng đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi ủng hộ cho kênh nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Câu chuyện vụ án ngày hôm nay nó liên quan đến một cô gái tên là Trương Phúc Chân, hay còn gọi là Tiểu Chân, đang ở cái độ tuổi mà người ta hay nói là 17 bẻ gãy sừng trâu các bạn, khỏe mạnh, xinh xắn. Tiểu Chân sinh ra trong một cái gia đình bình thường của Đài Loan thôi, cha mẹ kinh doanh nhỏ, gia cảnh nằm ở tầm trung so với cái mức sống của xã hội Đài Loan lúc đó. Tiểu Chân là út, phía trên cô thì còn có một anh trai và một chị gái nữa. Tiểu Chân thì tham gia học tại một trường nữ sinh có tên là trường Cảnh Mỹ. Nó là một trong ba trường nữ trung học khá nổi tiếng ở Đài Bắc các bạn. Trường nữ sinh tức là trong trường toàn là nữ, không có nam sinh. Hồi xưa ở Việt Nam mình cũng có những cái trường nữ riêng biệt, trường nam riêng biệt các bạn. Sài Gòn có trường nữ Trưng Vương nè, trường nữ Gia Long, sau này là trường Nguyễn Thị Minh Khai, rồi trường Marie Curie, trước đó cũng là trường nữ nhưng mà sau này thì mới có nam nữ học chung. Tiểu Chân là một học sinh có thành tích học tập rất là tốt, hình dáng rất là xinh xắn dễ thương, đeo kính cận, thân hình mảnh khảnh. Nhưng mà không phải mảnh khảnh mà cô bị yếu đuối đâu nha, cũng khá là khỏe mạnh bởi vì thường xuyên chơi thể thao, tính cách thì rất là giản dị. Vào cái ngày 19 tháng 6 năm 1999, Tiểu Chân đã đến cái hạn nộp cái bài tiểu luận về lịch sử kháng chiến. Cho nên nhân tiện lúc đó là anh trai cô đang chuẩn bị đi công chuyện thì Tiểu Chân đã nhờ anh trai mình chở tới Bảo tàng Lịch sử Quân sự Quốc gia Đài Loan
để lấy tư liệu về làm tiểu luận, chính là cái bảo tàng mà mình giới thiệu ở phía trên. Anh trai cô đã đồng ý, nói là cứ chuẩn bị đồ đi, lát nữa ngớt mưa thì chở đi. Tiểu Chân đã chuẩn bị một cái cuốn sổ tay, một cái máy chụp hình, bỏ vô một cái túi xách nhỏ. Trời ngớt mưa một cái là lên xe máy của anh trai đi đến bảo tàng. Khoảng 1:30 thì hai anh em đã tới được trước cổng bảo tàng. Anh trai của Tiểu Chân thả Tiểu Chân xuống, hỏi là mấy giờ thì đón để anh tính. Do cái thời đó không có điện thoại di động, có nhưng mà nó không có phổ biến, các bạn, không phải ai cũng có, cho nên hẹn giờ cụ thể như vậy nó cho nó dễ. Tiểu Chân nói là em vô em tìm tư liệu đâu đó chắc khoảng 1:30 à, khoảng 3 giờ ca ca đón em. Anh trai nghe Tiểu Chân vậy thì thống nhất cái giờ đón, mà trước khi phóng xe đi công chuyện á thì anh còn dặn lại là nhớ phải ra đúng giờ á, sáng giờ mưa gió, lát nữa coi chừng nó mưa nữa, tao mà đứng trong mưa tao bị bệnh là mày đi mua thuốc cho tao á. Thì anh trai Tiểu Chân nói đùa như vậy thôi. Đến 3 giờ chiều, đúng hẹn, anh trai của Tiểu Chân đã quay lại trước cổng bảo tàng để mà đón, nhưng mà không thấy Tiểu Chân đâu hết. Anh ta nghĩ là em gái đang mê mải tìm tư liệu cho nên quên giờ, vì vậy mà cố gắng đứng đợi thêm một chút, đợi thêm nửa tiếng nữa là 3:30 cũng không thấy Tiểu Chân đi ra. Thấy hơi sốt ruột rồi, cho nên người anh trai đã dựng cái xe sát vô cái lề đường rồi đi lên cổng bảo tàng định là vô tìm em. Tuy nhiên thì anh ta chỉ đứng ở cổng rồi nhìn vô thôi, bởi vì lúc đó anh ta đang mặc áo thun, quần đùi rồi mang dép lê nữa, mà vào những cái nơi trang nghiêm thì thường người ta phải ăn mặc lịch sự hơn, ít nhất là cũng phải mặc cái quần dài. Vì vậy mà anh ta cứ đi qua đi lại trước cổng, cứ ngó ngó vô mà không có dám vào. Lúc đó thì có một cái quân nhân trẻ đang làm nhiệm vụ canh gác bảo tàng á, tự trong bảo tàng nhìn thấy anh thì mới bước ra hỏi thăm xem là anh đang muốn cái gì mà cứ đứng ở ngoài cửa nhìn vào vậy. Thì người anh trai cũng đã nói là nãy con nhỏ em nó đi vô nó lấy tư liệu về để nộp bài ở trường, nó hẹn 3 giờ mà giờ này không thấy nó ra. Thì người lính gác mới hỏi là em gái của anh tên gì, quần áo sao để vô tìm giùm cho, nếu thấy thì để kêu ra giùm. Hiện tại thì bảo tàng cũng ít khách cho nên chắc cũng nhanh thôi. Người anh trai mới nói là ừ, em gái của anh tên là Tiểu Chân, áo màu vậy, quần màu vậy đó, có đeo cái túi nhỏ ở bên người, nói cho người lính trẻ nghe. Sau đó thì cái người lính trẻ này mới đi vào trong bảo tàng để tìm giúp. Một hồi thì anh ta quay trở lại và nói với lại anh trai của Tiểu Chân là ở trong bảo tàng hiện giờ có khoảng hơn chục khách à, nhưng mà toàn khách nam, không có ai là nữ hết. Đầu giờ đến giờ thì cũng có những khách nữ đến bảo tàng, nhưng mà có lẽ họ đã đi về hết rồi. Lúc này thì người anh trai nghĩ là có lẽ em gái mình nó xong cái chuyện lấy tư liệu nó sớm hơn dự định à, nhưng mà nếu mà đứng đợi mình thì lâu quá cho nên nó bắt xe nó về trước, có khi nào vậy không? Bởi vậy anh ta đã cảm ơn cái người lính gác đó rồi leo lên xe máy chạy về nhà. Khi mà chạy về đến nhà thì anh ta cũng không thấy em gái mình đâu. Thời đó hồi nãy mình có nói điện thoại di động chưa có phổ cập như bây giờ, cho nên chỉ có thể đoán già đoán non là Tiểu Chân có lẽ là gặp một cái người bạn nào đó cùng lớp cũng đang đến bảo tàng để lấy tư liệu, cho nên hẹn nhau đi uống nước mà quên đứng đợi mình hay sao không. Tuy nhiên thì trước giờ Tiểu Chân rất là ngoan, đi thưa về trình, đâu bao giờ mà thấy nó đi đâu mà nó không có báo như vậy đâu. Cả nhà khi nghe cái chuyện này thì ai cũng lo lắng bồn chồn hết, ráng đợi đến giờ cơm tối xem sao. Nhưng mà đợi đến giờ cơm tối, Tiểu Chân cũng không về. Cả gia đình lúc này mới thật sự là lo lắng, gọi điện thoại bàn tới nhà của những người bạn của Tiểu Chân mà họ biết. Nhưng mà những người bạn đó cũng đều trả lời là họ không hề biết thông tin gì hết, họ cũng không có hẹn với Tiểu Chân qua nhà hay là cùng nhau đi ôn tập hay là đi lấy tư liệu gì hết. Anh trai và chị gái của Tiểu Chân thì chia nhau đi đến các hiệu sách, các thư viện, những cái nơi mà Tiểu Chân hay đến để tìm á, nhưng mà cũng bật vô âm tính, không thấy bóng dáng của Tiểu Chân đâu. Đến tối khuya, gia đình quá là lo lắng rồi, chưa bao giờ mà Tiểu Chân đi theo cái kiểu như vậy hết trơn, cho nên họ đã báo cảnh sát. Vì lúc đó là chưa đủ 24 tiếng mất tích, cho nên phía cảnh sát chỉ ghi nhận và nói rằng ngày mai nếu mà Tiểu Chân vẫn chưa về thì báo lại cho họ biết. Và quả thật thì đến ngày hôm sau Tiểu Chân cũng chưa xuất hiện luôn. Cả nhà cô dường như không ngủ cả cái đêm đó, vẫn chủ động đi tìm kiếm nhưng mà không có kết quả. Phía cảnh sát
lúc này đã thu thập lời khai của những người trong gia đình để nhận định tình hình sơ bộ. Trương Phúc Chân, tức là Tiểu Chân, là một học sinh giỏi, ngoan ngoãn, không có xích mích mâu thuẫn gì với gia đình hết. Trước giờ cũng chưa từng bỏ nhà đi bụi như là một số thanh niên ở cùng độ tuổi. Lần đầu tiên không trở về nhà, khả năng cao là mất tích bị động. Vào những năm 1990 các bạn, nạn bắt cóc ở Đài Loan diễn ra khá là phổ biến. Rất là nhiều vụ đã xảy ra, và cái vụ này không chừng nó cũng là một cái vụ bắt cóc. Theo lời khai của người anh trai, có nghĩa là lần cuối cùng nhìn thấy Tiểu Chân là ở ngay trước cổng bảo tàng lúc mà ảnh chở đến ảnh thả xuống rồi. Ảnh đi công chuyện á, cho nên cảnh sát đã chia ra hai hướng hành động. Một hướng là tới bảo tàng để xác minh, hy vọng là tìm ra thời gian đi và đến cũng như dự đoán được cái lộ trình tiếp theo của Tiểu Chân. Hướng thứ hai là kiểm soát, lắp đặt ghi âm và theo dõi đường dây điện thoại của nhà Tiểu Chân, xem có kẻ nào gọi điện đến để tống tiền hay không. Đồng thời khai thác thông tin từ gia đình, xem có vấn đề gì sâu xa nào đó mà nó có ích cho cái việc điều tra hay không. Hai hướng này được thực hiện đồng thời. Ở hướng thứ nhất, vì cái nơi thường trú và báo án của gia đình Tiểu Chân là nằm ở quận Tam Trọng, còn cái viện bảo tàng quân đội thì nó lại nằm ở quận Trung Chính, cho nên cảnh sát của Tam Trọng không có thẩm quyền. Họ phải yêu cầu cảnh sát quận Trung Chính hỗ trợ xác minh tại bảo tàng thông qua cái báo cáo mà họ đã gửi lên sở cảnh sát Đài Bắc. Để tránh cho cái câu chuyện nó không bị rối các bạn, khi mà phải nói là cảnh sát quận này thực hiện cái nhiệm vụ này, cảnh sát quận kia thực hiện cái nhiệm vụ kia, nó rối ren lắm, cho nên mình gọi chung hết lại là cảnh sát nha các bạn. Ở cái hướng thứ hai thì cảnh sát đã khai thác thông tin từ gia đình Tiểu Chân và xác định các mối quan hệ xã hội của cái gia đình này nó tương đối là đơn giản. Gia đình có mức sống trung bình, không có nợ tiền ai, cũng không có ai nợ tiền họ, không có thù hằn xích mích gì với ai, không có dính dáng đến tệ nạn xã hội đen, cho nên cái mục đích mà bắt cóc vì thù hằn là không có khả năng xảy ra. Bản thân Tiểu Chân là một cô gái hiền lành, học giỏi, từ trường đi về nhà, từ nhà đi đến trường, nếu mà chơi thể thao, bơi lội hay thể dục gì đó thì thường là đi chung với chị gái. Tiểu Chân không có bạn trai, nên cái chuyện bỏ nhà theo trai là không thể xảy ra luôn. Ở cái trường hợp mà bắt cóc tống tiền thì cũng chưa thỏa đáng lắm, bởi vì gia đình của Tiểu Chân không phải là một gia đình giàu có, thường không phải là đối tượng để dành cho mục đích tống tiền. Tuy nhiên, bắt cóc thì không phải nó chỉ có duy nhất một cái mục đích đó là tống tiền không đâu. Nó có thể có những cái mục đích khác cũng không kém phần tàn nhẫn. Ví dụ như là để cưỡng bức, để bán cho thế giới ngầm, hoặc là mục đích mua bán nội tạng cũng không phải là chưa từng xảy ra. Cái quan trọng là địa điểm mà bọn bắt cóc đã ra tay là ở đâu. Chẳng lẽ là ngay trong viện bảo tàng sao? Một cái nơi nằm ở trung tâm thành phố, cái viện bảo tàng nó không lớn nhưng nó có camera trang bị đàng hoàng. Hơn nữa lại còn có lính gác của quân đội canh gác nữa. Thằng ngu nào mà đi lựa trong đó mà gây án. Còn hoang đường hơn là cũng có thể suy đoán cái chuyện là hay là kẻ gây án là người ở trong bảo tàng luôn. Dù gì thì cái quy trình điều tra nó cũng phải được tuân theo một cách nghiêm ngặt. Việc xác minh và điều tra tại viện bảo tàng phải được thực hiện. Ở trong ngày 20 tháng 6 là ngày hôm sau thì cảnh sát cùng với công tố viên đã đến viện bảo tàng để tiến hành xem xét điều tra. Tuy nhiên mọi việc nó đã không thuận lợi. Tiếp đoàn của cảnh sát và công tố viên là binh nhì tên Quách Thanh Hà và binh nhì tên Thái Văn Chi. Họ cho biết hôm nay là chủ nhật cho nên bảo tàng không có mở cửa. Muốn mở cửa thì phải có lệnh của giám đốc bảo tàng là đại tá Lý Minh Đức. Tuy nhiên hiện tại đại tá Lý Minh Đức đang trong kỳ nghỉ phép đi du lịch cùng với gia đình, không có mặt ở Đài Bắc cho nên không thể xin lệnh mở cửa. Ngày mai là thứ hai, cảnh sát có thể vào như khách bình thường được. Cảnh sát đã hỏi binh nhì Quách Thanh Hà là có thể cung cấp cho họ những cái video từ cái camera giám sát của viện bảo tàng được không? Thì người lính này cũng trả lời là băng video ghi hình và những cái thứ ở trong bảo tàng nó đều thuộc sở hữu của quân đội, cho nên không có lệnh của cấp trên thì họ không thể nào tự ý cung cấp được. Kỷ luật của quân đội thì phía cảnh sát quá hiểu,
không có lệnh của cấp trên thì những cái người lính này có muốn giúp hay không muốn giúp thì cũng không thể nào tự ý quyết định được hết. Phía cảnh sát cùng với công tố viên đã chủ động liên hệ với cấp quân sự cao hơn, là cái cấp mà quản lý cái đơn vị đang làm nhiệm vụ tại bảo tàng này, để trình bày cái sự việc và yêu cầu được kiểm tra bảo tàng. Lúc này thì phía quân cảnh của Đài Bắc cho biết là bảo tàng là đơn vị của quân đội, tất cả các nhân viên đều là quân nhân. Nếu mà có dấu hiệu phạm pháp thì phía cảnh sát phải chuyển giao cho quân đội để tổ chức điều tra, chứ phía cảnh sát không được tiến hành điều tra ở trong khu vực của quân đội. Về mặt quy định thì phía quân đội nói như vậy là đúng, không có sai. Ngay cả khi mà phát hiện người trong quân đội phạm tội thì dù nặng cỡ nào cũng phải giao cho tòa án binh xử, chứ tòa án các cấp bình thường ở bên ngoài cũng không được xử. Cái điều này phía cảnh sát không thể cãi được vì nó là quy định chung của nhà nước. Nhưng hiện tại cứu người như cứu quả, bàn giao hồ sơ sẽ mất thời gian rất là nhiều, mà thật ra thì trong tay của họ cũng chưa có cái bằng chứng hay chứng cứ gì rõ ràng. Vậy làm sao cảnh sát có thể khám xét được bảo tàng đây? Đêm hôm đó, tức là đêm ngày 20 tháng 6, thì vị đội trưởng của đội đặc nhiệm đã nghĩ ra một cái cách lưỡng toàn kỳ mỹ, vừa có thể kiểm tra bảo tàng mà vừa không vi phạm quy định của pháp luật. Đó là phía cảnh sát báo lại với phía quân cảnh Đài Bắc rằng họ không có nghi ngờ bất cứ quân nhân nào phạm tội trong viện bảo tàng hết. Nói là nói vậy thôi chứ họ có nghi đó, bởi vì người thường theo họ thì để mà vô trong viện bảo tàng rồi bốc hơi một làn khói như vậy là rất khó xảy ra. Nhưng mà họ vẫn phải nói là họ không có nghi ngờ, chỉ tiếp nhận một vụ mất tích của dân thường. Họ đang làm công tác tìm kiếm chứ không phải là điều tra án hình sự, vì vậy nó không nằm trong trường hợp phải chuyển giao cho quân đội. Chỉ yêu cầu là phía bảo tàng hỗ trợ để họ có thể vào kiểm tra, tìm kiếm xem có người mất tích có trong đó hay không. Và cái nhiệm vụ này thì nó lại hoàn toàn thuộc thẩm quyền của cảnh sát. Phía quân đội á, thứ nhất thấy cảnh sát nói như vậy là không có sai quy định, thứ hai cũng không nghĩ là bảo tàng có thể là nơi xảy ra tội ác theo cái kiểu như vậy được. Cho nên họ đã cử đại diện xuống bảo tàng cầm lệnh cho đơn vị quản lý bảo tàng là cho phép phía cảnh sát vào tìm kiếm người mất tích, đồng thời cung cấp video camera giám sát vào ngày 19 tháng 6 là ngày Tiểu Chân mất tích cho cảnh sát luôn. Và như vậy thì vào trưa ngày 21 tháng 6, cảnh sát đã danh chính ngôn thuận có được video giám sát của ngày 19 tháng 6. Phía bảo tàng cung cấp cái cuộn băng đó cho cảnh sát. Thời đó là xài băng để lưu trữ các video của camera giám sát các bạn, chứ chưa có lưu trữ trong ổ cứng như bây giờ. Ngoài ra, cảnh sát được quyền kiểm tra tất cả các khu vực trong bảo tàng. Đội đặc nhiệm đã cử hai người làm nhiệm vụ xem xét cái cuộn băng video trích xuất từ camera giám sát. Còn tất cả những người còn lại thì đi kiểm tra các khu vực, tất cả các phòng ban có trong cái bảo tàng này. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra gần hết tất cả các khu vực phòng ốc của bảo tàng thì phía cảnh sát không tìm thấy bất cứ dấu hiệu gì khả nghi hết. Chỉ còn duy nhất một cái phòng mà cảnh sát chưa kiểm tra được, đó là phòng giám đốc của đại tá Lý Minh Đức đang nghỉ phép. Lúc đó phòng đang đóng cửa. Thông qua cái đơn vị của quân đội cấp trên, cảnh sát đã liên hệ được với đại tá Lý Minh Đức qua điện thoại. Đại tá Lý Minh Đức cho biết là khi nghe thông tin từ cấp trên sáng nay thì ông đã trở về bảo tàng rồi. Ông chắc chắn là bảo tàng của ông quản lý không thể xảy ra cái chuyện kỳ lạ mà nghe rùng rợn như vậy được. Cho nên ông đã dặn cấp dưới của mình là nếu có lệnh của cấp trên xuống thì cứ tạo điều kiện cho cảnh sát vào kiểm tra. Còn ông thì do vẫn còn đang trong cái kỳ nghỉ phép á, cho nên đang trên đường quay trở lại điểm du lịch với gia đình rồi. Ngày mai ổng sẽ quay trở về để mở cửa cho cảnh sát kiểm tra, chứ bây giờ thì chìa khóa ổng mang theo luôn. Nhưng mà ổng khẳng định là phòng của ổng không thể nào có người khác vào hết, làm sao có thể giấu người trong cái phòng của ổng được. Lúc này á thì thật sự là phía cảnh sát cũng đắn đo, vì cả cái bảo tàng này đã kiếm hết rồi mà không có dấu vết gì khả nghi hết. Con người đâu thể nào mà tự bốc hơi như là xương khói được. Giờ chỉ còn cái căn phòng của đại tá thôi. Đợi đến ngày mai thì quá lâu, mà phá cửa thì có vẻ như là không tôn trọng quân đội lắm. Vả lại,
đại tá đã nghỉ phép từ trước cái ngày xảy ra vụ việc. Căn phòng luôn khóa cửa thì làm sao mà có ai vào đó được mà giấu người. Trong lúc mà đang phân vân chưa biết nên làm cái gì cho vẹn toàn thì có một thông tin từ nhóm mà xem cái băng video giám sát đã khiến cho phía cảnh sát không cần phải kiểm tra cái phòng của giám đốc mà cũng không cần kiểm tra cái bảo tàng này nữa, bởi vì đây không phải là nơi xảy ra vụ việc. Những cái người xem băng video giám sát của phía cảnh sát thì thấy rằng trong cái cuộn băng ngày 19 tháng 6 là ngày xảy ra sự việc, xem từ đầu đến cuối không hề thấy bóng dáng của nữ sinh Tiểu Chân bước vào bảo tàng. Và thật sự thì người anh trai chở Tiểu Chân cũng đã thả Tiểu Chân xuống xe ngay cái lề đường trước cổng bảo tàng. Cái lề đường nó còn cách cái cổng vô cả khúc lớn luôn. Anh ta chạy đi công chuyện luôn, chứ chính mắt anh ta cũng không hề nhìn thấy là Tiểu Chân đã bước vào trong bảo tàng. Như vậy, khả năng cao là vì lý do gì đó mà Tiểu Chân đã không vào bảo tàng, mà đã đi đâu đó và xảy ra chuyện. Hoặc là cái chuyện nó đã xảy ra ngay khi mà anh trai cô vừa mới phóng xe đi và cô chưa hề bước chân vào bảo tàng luôn. Phía cảnh sát mấy ngày qua đã nghi oan cho bảo tàng và cuộc điều tra dường như trở lại cái mức xuất phát. Vậy thật sự thì Tiểu Chân đã đi đâu? Nghiệt một cái là cái camera của bảo tàng lắp đặt chiếu từ bên trong chiếu ra ngoài, nhưng mà cái gần nhất thì cũng chiếu ngay cái cánh cửa là hết, chứ không có phóng ra ngoài khuôn viên đường. Cho nên từ cái camera cũng chỉ có thể nhìn thấy những người ra vào ngay cái cổng của bảo tàng thôi, còn những người mà ở ngoài bảo tàng thì sẽ không có thấy được. Cho nên cũng không thể dùng cái camera này mà có thể nhìn được là Tiểu Chân đã đi về hướng nào hay là gặp vấn đề gì được. Chẳng lẽ cái vụ án này tới đây nó lại đi vào bế tắc khi mà chưa biết Tiểu Chân còn sống hay đã chết sao? Không các bạn. Người đội trưởng của đội đặc nhiệm sau khi rút quân về đồn đã yêu cầu xem xét lại cái băng video giám sát một lần nữa. Thì quả thật là trên màn hình thể hiện nguyên một cái ngày hôm đó Tiểu Chân không hề bước chân vào bảo tàng. Nhưng có một điều tra viên đã cảm thấy có cái gì đó không đúng. Trên màn hình video, tất cả những người khách bước vào trong bảo tàng ngày hôm đó không có ai cầm dù hết, cũng không có ai có động tác chậm chân trên thảm trước khi bước vào sảnh của bảo tàng hết. Chẳng phải là ngày hôm đó trời mưa mấy chập sao? Anh trai của Tiểu Chân còn nói đùa trước khi chia tay là sáng giờ mưa suốt, lát nữa tao đứng mà tao mắc mưa, tao bệnh mày đi mua thuốc, nhớ ra đúng giờ. Anh còn nói như vậy. Trời mưa như vậy thì những người mà đi vào bảo tàng ít nhất cũng phải có người nào đó cầm dù chứ. Còn nếu không có dù, đi xe hơi tới hay cất áo mưa ở trên xe máy gửi ở bãi xe hay gì đó không cần biết, thì khi đi bộ một đoạn từ cổng vào, phản xạ của một cái người mà đi từ cái chỗ ướt đến cái chỗ khô thì thường người ta sẽ chậm giày dép lên tấm thảm rồi mới bước vào sảnh chứ. Đằng này không có ai cầm dù, cũng không có ai có cái động tác đó hết. Chứng tỏ cuộn băng này không phải là cuộn băng được ghi hình vào ngày mưa 19 tháng 6, ngày mà Tiểu Chân mất tích, mà nó là một cuộn băng của ngày khác, ngày không có mưa. Như vậy cuộn băng đã bị tráo đổi mẹ nó rồi. Đội trưởng đội đặc nhiệm lập tức ra lệnh cho tất cả thuộc cấp quay trở lại viện bảo tàng, báo tình hình cho đơn vị quân sự cấp trên của viện bảo tàng về cái cuộn băng đã bị tráo đổi, đồng thời kiểm tra luôn cái phòng giám đốc của đại tá Lý Minh Đức. Tại phòng giám đốc thì họ đã phát hiện tủ đựng đồ của đại tá có dấu hiệu xê dịch ra khỏi vị trí cái ngấn cũ. Trong nhà vệ sinh, cái ống nước chỗ bồn rửa mặt có một vết nứt, tuy rất là nhỏ nhưng khi xả nước xuống sẽ thấy rõ nước nó bị rịn rịn ra từ cái chỗ đó. Khả năng trong phòng này đã diễn ra một cái cuộc ẩu đả. Không thể loại trừ cuộc ẩu đả này là của nạn nhân Tiểu Chân với hung thủ. Ở trên thảm, họ đã phát hiện ra một vết máu nhỏ. Qua xét nghiệm, vết máu đó thuộc về nạn nhân Tiểu Chân. Ngoài ra, khi kiểm tra lại tất cả các băng từ ghi hình
của camera giám sát thì họ đã phát hiện ra cuộn băng ngày 19 tháng 5 đã bị xóa. Có thể nhận định là hung thủ đã lấy cái cuốn 19 tháng 6 là cái ngày xảy ra vụ việc rồi xóa nó đi, rồi thay cái nhãn của cái 19 tháng 5 dán vô cái cuốn 19 tháng 6. Còn cái cuốn 19 tháng 5 thì lấy cái nhãn của 19 tháng 6 dán lại, nhét vô lại đúng vị trí. Rồi sau đó là nhân viên kỹ thuật cầm đưa cho cảnh sát mà không hề hay biết. Thật sự là với thời đại bây giờ, chúng ta đã quen nhìn thấy cái video, nếu mà trích xuất từ camera thì sẽ có ghi lại ngày giờ rõ ràng, làm sao mà có thể tráo đổi được. Nhưng có lẽ băng từ và camera thời đó nó không hiển thị cái dữ liệu ngày giờ, vì vậy mà chỉ có thể phân biệt qua nhãn dán thôi. Chính vì vậy mà có thể tráo đổi được. Đến giờ phút này, có thể khẳng định là hung thủ liên quan đến vụ mất tích của Tiểu Chân chính là quân nhân ở trong cái viện bảo tàng này. Nhưng mà kẻ đó là ai? Đây là phòng của Đại tá Lý Minh Đức. Nhưng bằng chứng ngoại phạm của ông ta thì rất là rõ ràng. Ông đã nghỉ phép không có mặt ở viện bảo tàng. Vậy thì người nào ngoài đại tá có thể vào cái phòng này thì người đó chính là nghi phạm. Camera ở cái viện bảo tàng này người ta chỉ bố trí ở cổng vào và các khu vực trưng bày thôi. Còn tất cả các khu vực khác, khu vực hành chính hay là khu vực của phòng giám đốc, của đại tá thì không hề có gắn camera, cho nên sẽ không có tra được hình ảnh ai đã ra vào đó. Tuy nhiên, điều này không khó để mà điều tra. Ngoài đại tá ra thì ai có chìa khóa của phòng này thì đại tá phải là người biết rõ. Đến lúc này thì đại tá Lý Minh Đức đã trở về khi biết toàn bộ cái nội dung sự việc, thì ông buộc đã phải thú nhận là ông có giấu giếm một số điều. Sáng ngày 21 trước khi mà cảnh sát đến kiểm tra thì ông đã trở lại cái phòng giám đốc của mình với cái mục đích là để chuẩn bị cho cái việc tiếp đón cảnh sát khi mà nghe cái lệnh của cấp trên. Lúc đó ông vẫn nghĩ là không thể nào có một cái chuyện như vậy xảy ra trong bảo tàng được. Nhưng mà khi ông bước vào phòng của mình thì ông đã thấy nó có một số cái thay đổi. Những cái cuốn sách tài liệu trên kệ hình như nó đã bị thay đổi vị trí, tủ đồ cũng bị xê dịch. Rồi trong nhà tắm, cái ống xả của bồn rửa mặt nó cũng có vết nứt nữa. Lúc đó ông đã nghi có chuyện rồi. Ông chỉ giao chìa khóa cho hai quân nhân khác. Ông nghĩ một trong hai kẻ này sẽ là kẻ gây ra chuyện. Nhưng mà do ông sợ cái trách nhiệm liên đới ảnh hưởng tới uy tín sự nghiệp của mình, cho nên tạm thời ông cũng chưa nghĩ ra cách nào để mà có thể thực hiện khả thi hết. Bởi vậy tạm thời là nghi binh thôi. Ông đã rời đi, đóng cái cửa phòng lại, khóa lại, tạm thời là không để cho cảnh sát kiểm tra cái phòng đó. Bây giờ đến nước này thì coi như uy tín của ông đã không còn nữa rồi. Hai người mà ông giao chìa khóa đó chính là binh nhì Quách Thanh Hà và binh nhì Thái Văn Chi, để cho họ vào trà nước, dọn dẹp vệ sinh trong phòng đó mà. Hai cái binh nhì này chính là hai người đã gặp cảnh sát vào cái ngày 20 và nói rằng là đây là ngày nghỉ chủ nhật, không thể mở cửa nếu không có lệnh của cấp trên á. Cả hai cái người này đều là người có nhân thân tốt, đều 21 tuổi và tốt nghiệp cao đẳng rồi mới tham gia quân ngũ. Hiện tại thì qua xác minh các dữ kiện khác nhau, cảnh sát đã nghi ngờ binh nhì Quách Thanh Hà nhiều hơn. Bởi thứ nhất, Thái Văn Chi, cái người binh nhì còn lại thì hôm xảy ra vụ án không phải là ca trực của anh. Anh ở cùng phòng tập thể với các quân nhân khác. Hôm đó, ban ngày là ca trực của Quách Thanh Hà, cái người mà nói chuyện với anh trai của Tiểu Chân lúc mà ảnh đứng ở trước cổng ngó vô cái bảo tàng thì cũng là Quách Thanh Hà luôn. Trên camera của bảo tàng thì vào trưa ngày 20 tháng 6, cảnh sát phát hiện hai quân nhân đã khiêng một cái thùng gỗ khá nặng ra khỏi cái bảo tàng này. Khi được thẩm vấn thì hai quân nhân đó nói là do Quách Thanh Hà yêu cầu. Anh ta nói là khi mà đại tá chuẩn bị nghỉ phép có dặn anh ta là dọn dẹp một số cái tài liệu cũ cần để tiêu hủy. Anh ta đã dọn dẹp xong, bỏ nó vô cái thùng để trong phòng á, nhờ hai người này khiêng ra giùm. Sau đó Thanh Hà đã mở cửa phòng giám đốc, chỉ vào chiếc thùng gỗ. Hai quân nhân đó đã khiêng ra và đặt lên chiếc xe ô tô. Sau đó thì Thanh Hà lái chiếc ô tô đó đi. Cảnh sát đã xác minh lại với đại tá Lý Minh Đức là không hề có cái lệnh đó trước khi mà ông nghỉ phép. Và trong phòng cũng không có tài liệu mật gì mà để phải tiêu hủy hết. Như vậy,
rõ ràng là Quách Thanh Hà đã giả mạo mệnh lệnh. Và trong chiếc thùng gỗ đó không phải là tài liệu gì cả, khả năng cao chính là thi thể của Tiểu Chân đã được vận chuyển ra khỏi bảo tàng để phi tang. Lúc này thì cảnh sát đã đủ cơ sở để thẩm vấn riêng Quách Thanh Hà rồi. Trong cái quá trình thẩm vấn thì Quách Thanh Hà chỉ luôn cúi gằm cái mặt xuống, trả lời nhát gừng, lan man đối với những cái câu hỏi của cảnh sát. Các điều tra viên đã phát hiện là trên cổ của Thanh Hà có vết xước. Cảnh sát yêu cầu hắn cởi áo ra, thì dùng ngực và dùng lưng đều có vết trầy xước hết. Đối với cái việc này thì Thanh Hà đã giải thích là do anh ta lau súng, trong quá trình đó thì cởi trần nên vô tình bị súng cọ sát vô người cho nên bị trầy. Tuy nhiên đây chỉ là sự ngụy biện dụng về thôi, chưa nói về hình dáng và số lượng của các vết xước nha. Thì lau súng bằng cách nào mà trầy được ở lưng? Đây có lẽ là cái vết cào cấu phản kháng của nạn nhân thì đúng hơn. Suốt 10 tiếng đồng hồ, các điều tra viên đã thay nhau thẩm vấn. Các câu hỏi như những cái vết trầy xước này thật sự do đâu mà có? Có phải anh là người đã xóa cái cuốn băng ngày 19 tháng 6 rồi tráo đổi bằng cuốn băng 19 tháng 5 hay không? Chính xác thì trong cái chiếc thùng gỗ mà anh yêu cầu hai cái quân nhân kia khiêng ra khỏi bảo tàng là cái gì? Trong đó chứa cái gì và anh đã chở đi đâu? Đối diện với tất cả những câu hỏi đó thì Quách Thanh Hà chỉ im lặng thôi, không có trả lời. Bước qua đến tiếng thứ 11, phía cái người thẩm vấn đã đánh một đòn tâm lý rất là cứng khi mà nắm được cái thông tin gia đình của anh ta. Phía người thẩm vấn đã nói là họ biết hoàn cảnh gia đình anh. Mẹ anh là một người mẹ đơn thân, từ khi sinh anh ra nuôi dạy anh khôn lớn để bây giờ anh trở thành như vậy. Cho dù anh không khai nhận thì sự thật vẫn là sự thật. Chúng tôi chỉ cần thêm thời gian. Nếu anh quả thật là kẻ thủ ác thì chúng tôi nhất định tìm ra đủ chứng cứ để buộc tội anh. Từ nhỏ mẹ anh đã dạy bảo anh như thế nào, nam nhi đại trượng phu, có làm phải có chịu. Sớm cũng vậy mà muộn cũng vậy, ít ra hãy cho mẹ anh thấy rằng anh không phải là một kẻ tán tận lương tâm, xảo quyệt cho đến tận cùng. Chỉ cái đoạn nói chuyện như vậy thôi các bạn, mà dường như đã tác động rất là mạnh vào tâm lý của Quách Thanh Hà. Gần một tiếng sau, đột nhiên Quách Thanh Hà đổ gục xuống bàn, toàn thân run lên bần bật và thừa nhận tội lỗi của mình. Chính Thanh Hà là người đã sát hại Tiểu Chân. Cái đoạn thẩm vấn phía sau nó hơi ghê ghê, mang hơi hướng tâm linh một chút các bạn. Khi mà cái người thẩm vấn hỏi là tại sao anh lại sát hại Tiểu Chân, hai người có quen biết hay thù hằn gì hay sao, thì Quách Thanh Hà nói là anh ta không có quen biết gì với Tiểu Chân hết, và anh ta cũng không biết tại sao mình làm như vậy. Khi mà đang làm nhiệm vụ ở bảo tàng, anh ta luôn có cái cảm giác giống như mình bị mất trí. Những người lính khác có nói rằng ở đây có một cái năng lượng âm rất là mạnh. Sáng hôm đó lúc mà tôi lau chùi cái thanh bách quỷ kiếm như thường lệ xong, tôi cảm thấy cái người rất là khó chịu. Rồi tiếp theo, buổi trưa thì hắn ăn trưa xong đi ngủ trưa nhưng mà không ngủ được, cho nên hắn đã lấy cái cuốn tạp chí khiêu dâm để mà xem. Sau đó hắn tiếp tục ra làm cái nhiệm vụ canh gác bảo tàng, lúc đó thì lại nhìn thấy Tiểu Chân. Hắn nói là lúc đó hắn thấy cái cô gái đó đeo kiếng, rất là xinh đẹp, rất là dễ thương. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó, giống như có một cái gì đó đang thúc đẩy trong lòng hắn rằng hắn muốn cưỡng bức cô gái này. Cái người thẩm vấn lại hỏi là lúc đó chắc chắn là sẽ có nhiều khách nữ khác của bảo tàng, sao lại chọn Tử Chân? Thì Quách Thanh Hà trả lời là hắn cũng không biết, tôi chỉ thấy thích cái cô gái này thôi. Với lại nhìn cô ta gầy gò, mảnh khảnh, tôi nghĩ là dễ trấn áp. Hắn đã lại gần bắt chuyện với Tiểu Chân. Hắn hỏi là tại sao cô lại đến bảo tàng này. Hắn nói là Tiểu Chân lúc đó nói chuyện với hắn rất là dễ thương, lúc vừa nói mặt còn đỏ lên, gương mặt rất là trong sáng. Cô ấy nói là cô ấy đến tìm tài liệu, hắn đã giới thiệu một số cái kiến thức về vũ khí và các địa điểm trưng bày trong bảo tàng cho cô. Sau đó hắn nói với cô là
hắn có một số cái vật phẩm vũ khí rất là đặc biệt từ cái hồi kháng chiến, nhưng mà không có được trưng bày ở lộ thiên ngoài này mà để ở trong phòng lưu trữ. Hôm nay thì cái người phụ trách không có ở đây, nếu mà cổ muốn thì hắn sẽ đưa cổ vào để xem riêng, lấy tư liệu riêng. Tiểu Chân có lẽ là quá ít cái hiểu biết xã hội đi, cho nên đã đi theo hắn vào trong phòng giám đốc. Khi cô bước vào trong phòng hẳn rồi thì hắn khóa cửa lại. Cái người thẩm vấn nghe tới đây thì đã hỏi hắn một cái câu mà thật lòng là cảnh sát người ta ngạc nhiên thiệt. Đã hỏi là anh có cảm thấy mình có quá điên khùng không? Phạm tội ngay trong bảo tàng, làm sao có thể trốn thoát được? Nếu mà chỉ cưỡng bức thôi thì nạn nhân chắc chắn sẽ đi báo án. Còn nếu sát hại luôn nạn nhân thì trong bảo tàng có camera mà, làm sao mà thoát được? Lúc ra tay anh có nghĩ đến cái vấn đề này hay không? Lúc đó thì Quách Thanh Hà trả lời là lúc đó hắn cũng không biết tại sao luôn, nhưng đầu óc hắn trống rỗng. Hắn không hề nghĩ đến một cái điều gì khác hết. Hắn chỉ cảm thấy giống như mình bị một cái lực gì đó vô hình thúc đẩy trong người là phải làm vậy. Nhưng mà cái hắn không ngờ là Tiểu Chân nhìn gầy gò mảnh khảnh nhưng mà lại có cái sức phản kháng rất là mạnh mẽ. Phải mất một lúc vật lộn thì hắn mới trấn áp được Tiểu Chân, đưa cô ta vào toilet. Nhưng mà vào tới hôm đó thì cô ta vẫn tiếp tục phản kháng rất là mạnh. Hắn đã tác động vào cổ của Tiểu Chân cho đến khi cô không còn cử động. Sau đó hắn mới tiếp tục cái hành vi cưỡng bức mà không hề biết là lúc đó Tiểu Chân đã tử vong rồi. Đến lúc xong việc thì hắn mới phát hiện, thì lúc đó hoảng hốt sợ hãi, các tâm trạng xáo trộn mới đều diễn ra hết, nhưng đâu còn thể làm gì được nữa. Hắn chỉ biết lau dọn cái vết máu. Cái vết máu đó là do đây là cái lần đầu mà cũng là cái lần cuối của Tiểu Chân luôn. Rồi sau đó kéo cô ra khỏi toilet, bỏ vào trong cái thùng gỗ đựng tài liệu trong phòng. Tiếp theo hắn chỉnh lại y phục rồi đi ra tuần gác như bình thường để tránh bị nghi ngờ. Rồi hắn lại nhìn thấy anh trai của Tiểu Chân đứng đó ngó nghiêng ngoài cổng, cho nên đã ra hỏi và chủ động nói dối rằng bảo tàng không có nữ giới hiện tại á, với mục đích là để cho anh trai rời đi chỗ khác đi. Hắn biết sớm muộn gì gia đình cũng sẽ báo án thôi, cho nên buổi trưa ngày hôm sau hắn đã thuê một chiếc ô tô để đem Tiểu Chân đi phi tang. Nhưng mà làm sao một mình hắn có thể khiêng một cái thùng lớn như vậy ra khỏi bảo tàng mà không bị nghi ngờ được? Chính vì vậy mà hắn đã giả mệnh lệnh để nhờ hai cái quân nhân khác khiêng cái thùng đó ra cho hắn. Khi mà thùng rỗ khiêng ra bỏ lên xe thì hắn đã lái xe đến công viên rừng ở quận Bản Kiều rồi dứt bỏ phi tang. Cảnh sát sau đó đã đi theo cái chỉ dẫn, đã đến được cái nơi phi tang và họ đã tìm thấy được nữ sinh Tiểu Chân. Qua khám nghiệm xác định đúng là cô ta tử vong do ngạt thở cơ học và bị cưỡng bức sau khi chết. DNA của Quách Thanh Hà cũng được tìm thấy trong người của nạn nhân. Chứng cứ đầy đủ, mọi thứ đã rõ ràng. Như vậy thì vụ án này đã được phá trong vòng chưa đầy 5 ngày. Nhưng mà vì Quách Thanh Hà là quân nhân và phạm tội trong khu vực do quân đội quản lý, cho nên phải giao cho tòa án binh. Chiều ngày 19 tháng 7, Cục Tư pháp Quân sự Đài Loan đã kết án tử hình đối với Quách Thanh Hà theo Bộ Luật Hình sự Lục quân, Hải quân và Không quân. Nguyện vọng cuối cùng của Quách Thanh Hà là muốn là sau khi chết được hiến tạng để cứu những người khác, coi như là chuộc lại cái lỗi lầm tày định mà hắn đã gây ra. Mẹ của hắn cũng đồng ý trong nước mắt. Tòa án binh cũng đã chấp nhận cái nguyện vọng này. Lúc 9 giờ tối ngày 3 tháng 8, Quách Thanh Hà đã được thi hành án tại pháp trường của nhà giam Đài Bắc. Cái vụ án này nó đã kết thúc, nhưng phía sau nó vẫn còn những câu chuyện các bạn. Ngoài Quách Thanh Hà bị xử tử ra thì những quân nhân khác tại đơn vị cũng bị quân đội xử lý kỷ luật từ nhẹ cho tới nặng. Ví dụ như cái nhân viên phòng kỹ thuật bảo quản băng từ giám sát lơ là cẩu thả để tài liệu bị tráo đổi, bị kỷ luật. Ca trực hôm đó
ngày xảy ra vụ án, ngoài Thanh Hà ra còn hai người nữa. Hai người đó trực ở hai tầng trên cũng bị xác định lỗi cẩu thả, để xảy ra một vụ án nghiêm trọng trong đơn vị cũng bị kỷ luật. Hai quân nhân mà khiêng cái thùng tài liệu, thật ra là cái thùng chứa thi thể của Tiểu Chân, mặc dù là họ không biết nhưng vẫn vi phạm về quy chế chấp hành mệnh lệnh cấp trên. Họ không trực tiếp nghe mệnh lệnh từ cấp trên, nghe từ miệng của binh nhì mà vẫn thực hiện, cho nên cũng xử lý kỷ luật luôn. Nặng nề nhất là giám đốc bảo tàng, đại tá Lý Minh Đức, phải công khai xin lỗi trước toàn dân vì cái chuyện ông quản lý lỏng lẻo và hèn nhát khi đã nghi ngờ phát hiện vụ việc, nhưng lại vì bảo vệ uy tín thanh danh và sự nghiệp của mình mà đã cản trở công tác điều tra phá án, gây mất uy tín của quân đội Đài Loan một cách trầm trọng. Tuy là không thể đủ căn cứ để buộc tội che giấu, nhưng mà ông Lý Minh Đức bị cắt toàn bộ chức vụ, khai trừ ra khỏi lực lượng luôn. Ở trong cái vụ án này, cái điều mà làm cho các điều tra viên khó hiểu nhất không phải là cái hành động gây án của Quách Thanh Hà, mà là cái cách hành xử của anh ta trong suốt cái quá trình. Nó vừa ấu trĩ non nớt, nhưng cũng rất bình tĩnh lạnh lùng một cách đáng sợ. Một thanh niên chỉ mới có 21 tuổi, thuộc tầng lớp trí thức, tham gia quân đội sau khi mà đã tốt nghiệp cao đẳng, sau khi gây án lại có thể bình tĩnh một cách lạ lùng đáng sợ như vậy. Có thể bình tĩnh trực gác tiếp ngay sau khi gây án, bình tĩnh nói chuyện với anh trai của nạn nhân, nghĩ ra cách để lừa dối để anh trai nạn nhân đi về. Bình tĩnh nói chuyện với cảnh sát một cách chuẩn mực về quy định đóng mở cửa của viện bảo tàng. Bình tĩnh giả mệnh lệnh của cấp trên để vận chuyển thi thể ra khỏi bảo tàng mà không bị nghi ngờ. Rồi bình tĩnh trao đổi băng video giám sát để đánh lừa tổ điều tra. 21 tuổi thì phải nói là một cái lứa tuổi còn quá trẻ để có thể xử lý công chuyện ghê rợn một cách bình tĩnh và lạnh lùng như vậy. Nhưng nó lại quá già để mà phải bộc phát những cái hành động cầm thú ngay trong đơn vị công tác có camera giám sát mà không hề nghĩ đến hậu quả một cách ấu trĩ luôn. Cho dù là tuổi trẻ, sinh lý dồi dào đi, thì Đài Bắc là nằm giữa trung tâm thành phố mà, đâu phải không có những cái tụ điểm để mà hắn có thể giải tỏa đâu. Đâu cần phải chọn cái cách tàn nhẫn mà ngu ngốc như vậy. Có lẽ bởi vì nó quá khác biệt với tâm lý của những tên tội phạm thông thường, cho nên người ta vẫn có nhiều người tin vào cái ma lực của cái thanh bách quỷ kiếm mà anh ta đã lau vào cái sáng hôm trước khi phạm tội. Thanh kiếm đó nó minh chứng cho một tội ác lịch sử. Tất nhiên là không thể có bằng chứng cho rằng cái hành động tàn ác của hung thủ là do thanh kiếm này thao túng, chiếm giữ linh hồn của họ. Những cái người mà không có mê tín, họ nghe họ sẽ cảm thấy buồn cười. Nhưng những cái người mà tin vào tâm linh thì họ rất là tin vào cái thuyết này các bạn. Cái thanh kiếm này dù được treo trong bảo tàng nhưng mà sau đó nó vẫn tiếp tục nhuốm máu nha. Vào ngày 18 tháng 8 năm 2017, tức là đâu đó 17-18 năm sau cái vụ này xảy ra đó, có một người đàn ông họ Lữ đã dùng búa để đập bể cái tủ kính của bảo tàng, lấy cái thanh bách quỷ kiếm này ra và chém một quân nhân làm anh ta bị thương nặng. Cảnh sát đã phải bao vây bắt giữ anh ta, và đến khi bắt được anh ta thì anh ta khai cái mục đích của anh ta muốn lấy cái thanh kiếm này để tiếp cận lãnh đạo Đài Loan. Mục đích là để bày tỏ cái quan điểm chính trị của mình. Các bạn thấy nó có ngộ không các bạn? Mà lại là cái thanh kiếm này nữa mới ghê. Bao nhiêu thứ không chọn trong cái bảo tàng đó, chọn ngay thanh bách quỷ kiếm. Hỏi sao mà mấy người mê tín Đài Loan họ không tin cái chuyện là trong thanh kiếm này nó có quan hồn và ác quỷ được. Còn một câu chuyện tâm linh cũng dính tới vụ án này nữa các bạn. Sau khi tìm thấy được cái thi thể Tiểu Chân, vụ án kết thúc, thì gia đình đã tổ chức cái lễ chiêu hồn cầu siêu cho cô. Nó dễ hiểu là đưa hồn cô trở về nhà. Lúc làm cái lễ đó thì làm ở cái địa điểm vứt xác là công viên rừng quận Bản Kiều. Đến một ngày của tháng 7 thì mẹ của Tiểu Chân ngủ mơ thấy Tiểu Chân vừa khóc vừa nói là cô chưa có về nhà được, cô vẫn còn đang ở trong bảo tàng, cô không có quần áo cho nên không thể nào rời khỏi đây được, với lại có nhiều người chổng giữ cô lại lắm. Gia đình đi coi thầy, đi coi pháp sư, thì pháp sư mới nói là có lẽ bảo tàng có quá nhiều quan hồn nên Tiểu Chân không thể nào mà thoát ra trở về được.
Bây giờ chỉ có cách là làm lại cái lễ chiêu hồn, mà phải làm ở ngay trong bảo tàng luôn để đưa cô về. Và do trong đó có rất là nhiều quán khí, cho nên cần phải nhờ được nhiều người có cái linh hồn thuần khiết đến cầu siêu, càng nhiều càng tốt, thì mới may ra đưa được Tiểu Chân ra khỏi khu vực đó. Nghe tới đoạn này thì có thể chúng ta sẽ thấy nó có gì đó bán tín bán nghi, nó sao sao á. Làm sao mà bảo tàng có thể cho phép một cái ông pháp sư vào trong đó làm cái lễ giống như vậy được, rồi kiếm những người có linh hồn thuần khiết là kiếm ở đâu, đúng không? Ấy vậy mà các bạn, bảo tàng người ta đồng ý cho làm chuyện đó luôn. Rồi trường học của Tiểu Chân cũng hỗ trợ, không chỉ bạn bè cùng lớp của cô mà các bạn ở trong trường cũng đăng ký đi theo vào bảo tàng để làm cái lễ chiêu hồn cho Tiểu Chân đó các bạn. Toàn là những bạn trẻ không, chưa vướng bụi trần, thuần khiết là đúng rồi. Cái quan trọng là bên đài người ta tin cái chuyện đó, trường học, bảo tàng người ta cũng ủng hộ luôn. Thật sự thì không biết là có đưa được Tiểu Chân về hay không, cái chuyện nó có hay không mình không dám bàn tới. Nhưng mà đối với gia đình của Tiểu Chân thì nhìn thấy mọi người yêu quý và hỗ trợ hết mình cho Tiểu Chân như vậy thì cha mẹ, anh chị của cô cũng cảm thấy được an ủi, cũng nhẹ nhõm phần nào. Mình thì không bao giờ mà mình khuyến khích cái chuyện mê tín dị đoan, tại cái gì cũng vậy, trên cuộc đời này mà nó quá thì nó cũng mang lại cái hệ lụy hết. Nhưng nếu mà cuộc sống có niềm tin về tâm linh một cách chừng mực vừa đủ, nó sẽ mang lại cái sự thanh thản và an nhiên trong cõi lòng. Hướng thiện các bạn, tránh làm những cái điều ác, nhận thức rõ cái luật nhân quả thì cái điều đó nó cũng tốt mà, đúng không các bạn? Ok, vụ án ngày hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những kỳ án tiếp theo. Các bạn thấy hay hay là có ý kiến gì thì nhớ comment bên dưới cho mình biết nha. Chưa đăng ký kênh thì cũng đăng ký giùm mình luôn. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Bây giờ thì xin chào tạm biệt.